Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trời mưa quá mọi người ơi. Đang chuẩn bị đóng hàng cho khách gửi đi mà mưa quá. Sẵn tiện lấy máy quay để mọi người xem luôn. Mùa mưa tới mọi người biết không, nó nhiều muỗi kinh khủng luôn. Cái hàng thuốc diệt muỗi Mát Betamethin 50EC này nè, là cái sản phẩm hot nhất đó mọi người, chuyên về diệt muỗi. Sản phẩm này là của Anh Quốc nha mọi người. Dạng chai em đang quay là dạng chai 1 lít. Không những mùa mưa mới có muỗi mà những cái khu vực miền Tây sông nước, hoặc là những cái khu vực có nhiều cây, hoặc là trong nhà nhiều khu vực xó hoặc là ẩm thấp thì muỗi rất là nhiều mọi người. Thị trường có rất là nhiều thuốc diệt, loại thuốc diệt muỗi, nhưng mà để tìm một loại thuốc diệt muỗi hạ gục nhanh, an toàn, xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép, không ảnh hưởng gì đến trẻ nhỏ và bà bầu, thì mọi người chọn cái thương hiệu Mát Betamethin 50EC, hàng của Anh Quốc, thì lúc nào mọi người cũng yên tâm. Một lít như vậy mọi người pha khoảng 40 lít nước và xịt kỹ là được nha mọi người. Lưu ý là xịt mũi là mọi người phải có cái dạng máy phun sương hoặc là máy xông khói, hoặc nếu như những hộ gia đình á, thì mọi người cần có cái bình xịt tay nhưng mà dạng phun sương. Mọi người xịt vào lúc chập tối là hiệu quả nhất nha mọi người. Lưu ý là phải xịt thật là kỹ. À, em có dạng chai nhỏ của nó nè. Đây là dạng chai 1 lít và đây là dạng chai 100ml. Hàng bên em thì lúc nào giao cho khách đát vẫn còn xa nha mọi người. Bên em đi làm dịch vụ thì những cái dòng này rất là chuộng, tại vì nó là hàng y tế nên là xịt những cái khu vực như là bệnh viện, trường học. Trường học như là trường mầm non mọi người rất là khó. Phải có những sản phẩm uy tín và có giấy tờ của Bộ Y tế thì mới làm được. Mọi người dùng nhiều thì dùng cái chai lớn này, còn với những hộ gia đình mà dùng ít á, thì chúng ta dùng cái chai nhỏ này. Một chai như nhỏ này mọi người pha tỷ lệ đậm đặc khoảng 5 lít nước thôi. Mọi người xịt cho thật kỹ nha là được. Mọi người có nhu cầu làm dịch vụ phun muỗi thì liên hệ trực tiếp bên công ty Thành Công của bên em nha. Hoặc là mọi người muốn mua thuốc thì qua trực tiếp bên công ty em, hoặc qua tất cả các chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các quận ở thành phố Hồ Chí Minh đều có chi nhánh nha mọi người. Đang quay mà trời lại mưa lâm râm nữa. Trên bao bì nó có hướng dẫn cụ thể hết nha mọi người. Em chỉ nói sơ qua thôi. Hàng này là hàng phun tùng lưu nè, phun ULV nè, còn tẩm mùn màng được luôn, nên là không có hề độc hại gì hết. Nó có bản hướng dẫn pha và tỷ lệ pha. Mà em có một lưu ý là mọi người cứ pha càng đậm đặc thì hiệu quả càng lâu dài hơn, không có vấn đề gì hết nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video lần sau, em sẽ quay và giới thiệu mọi người những cái sản phẩm mà uy tín chất lượng nhất của bên em để mọi người tham khảo kỹ trước khi mua hàng sử dụng nha. Tại vì những khi mà sử dụng những mặt hàng như thế này là chúng ta phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, rõ ràng xuất xứ và được cấp phép lưu hành thì mọi người mới yên tâm được. Tâm lý khách nào cũng vậy. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh của bên em để theo dõi những video lần sau nha.
Mưa to quá rồi, em xin chào tất cả mọi người nha.